Bây giờ thì Nhật Tây sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cái cách dùng của sản phẩm loa kéo Bắc đôi 40 ha tủ nằm này, để chị và các bạn chúng ta trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng được hay nhất và hiệu quả nhất nha anh chị nha. Hiện tại thì khách hàng đang có mặt tại cửa hàng của Nhật Tây và Nhật Tây sẽ hướng dẫn cho khách hàng và tiện thể đây cũng quay phim lại cho anh chị chúng ta xem luôn. Khi mà anh chị mua hàng thì sẽ được Nhật Tây gửi cho anh chị chúng ta cái video này chúng ta xem ha. Đầu tiên chúng ta mua về thì đầu tiên anh chị vui lòng mở cái nút nguồn ở đây. Mở cái nút nguồn tại đây. Rồi, sau đó anh chị kết nối Bluetooth ha. Thì đang ở chế độ AUH. AUH này tức là kết nối vào cái TV thông qua cổng này, thông qua cổng input này. Trong trường hợp như TV của anh chị không có Bluetooth thì chúng ta sẽ kết nối vào đây ha. Kết nối vào đây thì chúng ta để ở chế độ này thì nó mới có tiếng được. Và chúng ta không sử dụng cái cổng này hoặc là không sử dụng cái cổng TV mà TV của chúng ta có Bluetooth thì chúng ta bấm chữ mode ha, bấm chữ mode ở ngoài bìa cái này cũng nhỏ này. Sau đó thì nó sẽ hiển thị chữ Bluetooth. Chúng ta mở điện thoại ra dò, chúng ta sẽ mở điện thoại ra dò và sẽ thấy tên thiết bị là BT Speaker hoặc là Pro Audio ha, tùy đợt anh chị ha, hoặc là có tên là Bluetooth thì chúng ta ấn vào đó. Sau khi ấn vào thì chúng ta đã chọn được nhạc đã lên được trên cái điện thoại của mình rồi. Rồi chúng ta bắt đầu chỉnh. Quan tâm hơn chuyên sâu về các chức năng của nút này. Ở đây là thứ nhất, đây là nút volume. Đây là volume, này là volume của nhạc. Âm lượng của nhạc, lớn nhỏ của nhạc thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây ha. Còn ở đây âm lượng treble thì mình sẽ chỉnh tiếng treble là cái tiếng âm thanh cao, tần số cao, là cho nó sáng tiếng nhạc hơn thì mình sẽ chỉnh ở đây. Còn trong trường hợp nó sáng quá thì mình giảm lại. Đó. Tiếp tục nữa là mình chỉnh cái tiếng bass. Thì cái tiếng bass nó dạng như cái tiếng trầm á. Ví dụ như mình muốn trầm hơn thì mình sẽ vặn qua phải. Thấy nó trầm quá thì mình dặm qua bên trái. Tức là tăng giảm tiếng bass. Khi mà anh chị chúng ta sử dụng cái nút này thì lưu ý, trong trường hợp chúng ta vặn hết cỡ cái này thì chúng ta cần phải lùi bass, lùi chép lại. Chứ chúng ta đừng tăng hết cỡ tất cả cái này cùng một lúc đó. Như vậy là chúng ta đang gọi là chạy xe hết ga hết số đó. Thì chúng ta phải ví dụ như tăng cái này lên tối đa thì chúng ta giảm hai này lại vừa phải, cho này lên chút xíu cũng được, cho tiếng bass nó căng hơn, nhưng mà mình đừng có tăng hết cỡ của nó ha, để mình bảo quản cái loa của mình bảo quản cái loa của mình nó được bền và lâu nhất có thể. Và cái thứ hai nữa là cái âm lượng của mình, khi mà mình tăng như vậy nó sẽ bị quá cái tần số âm thanh, nó vượt ngưỡng âm thanh cho phép thì nó sẽ bị ù, nó không có được hay, thì chúng ta lùi hai này lại. Rồi đó là về chức năng của ba nút này rồi ha. Chúng ta tiếp tục về cái phần volume VT nè, tức là đây là lỗ cắm âm lượng cho cây guitar. Trong trường hợp mình có cắm guitar hoặc là organ cắm vào trong cái dàn loa này thì mình sẽ cắm vào đây qua cái giác sáu ly, và mình muốn sử dụng cái đó thì mình phải tăng âm lượng này lên. Đó là âm lượng của guitar ha, guitar organ thì mình cắm vào đây để mình sử dụng, còn không sử dụng thì mình tắt đó, thường thì mình tắt thôi, ít sử dụng. Còn đây là âm lượng của micro. Quay gần lại xíu sau thấy. Đây là âm lượng của micro. Thì micro thì muốn lớn nhỏ mic thì tăng ở đây. Tiếng micro của mình khi hát á, thì mình sẽ đưa sát cái micro, cầm cái micro ha, đưa sát vào trong cái miệng của mình như thế này để mà nó nhận âm thanh của mình nó được lớn nhất, nó lớn, nó đủ lớn. Chứ đừng có bật lớn quá rồi mình đưa micro xa quá thì nó chỉ nhận âm thanh của loa thôi. Tại vì cái giọng hát của mình thì nó không bao giờ nó lớn bằng cái loa được, mình phải đưa gần thì nó mới nhận được cái âm thanh của cái giọng hát của mình đó, nó sẽ ok hơn đó. Thì cái này nó rất là quan trọng nha, nếu như mà anh cứ hát anh cứ để xa vậy là nó không hay đâu. Mình hát á, mình cần phải đưa nó gần lại, sát lại nè, nó mới nhận âm thanh của cái micro của mình nó nhiều, nó lớn, nó mới hay được. Còn em hát thì thường em đưa rất là sát vào, người hát hay và người hát dở thì nó sẽ ăn thua nhau từ cái cách cầm micro luôn. Từ cái cách cầm micro hát mình không bao giờ mình bịch cái đầu mic như lại như thế này mình hát này, vô đây giống như mấy anh beatbox rồi không, bùm bùm thì cái đó tụi nó beatbox thì nó không hát, tụi nó che vậy được. Còn mình á, mình hát thì mình phải để đây cho tất cả những cái phần tiếp xúc âm thanh của mình nó sẽ nhận đều đủ đó. Còn anh up lại là nó ù đó. Rồi đây là âm lượng lớn nhỏ của micro ha, quay lại gần xíu nè. Còn đây là mic treble. Mic treble là gì? Là cái âm thanh, cái tiếng hát của mình nó sẽ sáng hơn hoặc là tối lại. Nếu mà mình mở mà sáng quá, mic tre nè, thấy không? Nếu mà mình mở mà tối đa quá thì nó sẽ dư tần số âm thanh.
dư đường số âm thanh là tần số cao đó, nó cao quá, nó vượt ngưỡng âm thanh cân bằng của nó thì nó sẽ bị hú. Thì lưu ý nè, mình giảm lại vừa phải, ví dụ như cái micro mình cảm thấy alo mà nó đủ sáng rồi. Nói phải thực hành luôn. Đây, liền. Chẳng hạn như đó là vừa đi, nhưng mà anh tăng lên nè. Liền. Tại là nó hú không? Do nó đã bị vượt ngưỡng âm thanh rồi, thì mình cần phải hãm lại. Mình cần hãm lại để cho nó cân bằng. Mic này mình để về là đúng rồi hả? Đúng rồi, micro thì này là lớn nhỏ thôi, tùy à. Nhưng nếu mà nó lớn quá thì mình ngồi gần loa quá, cái bass này nó ra tiếng thì nó sẽ bị ù. Nó do cái beat bass này nè, chẳng hạn như vậy thì nó hết ù. Nhưng mà mình, chẳng hạn mình tăng lớn quá, thấy không, thì nó sẽ theo một cái nguyên tắc rất là dễ hiểu. Anh tăng cái nào dư thì nó mới bị hú, cái nào ù cũng mà bị hú là cho nó dư thì nó mới bị thôi. Còn nếu nó ở cân bằng thì nó không có bị gì cả. Rồi, mic bass và mic chép thì mình tăng làm sao? Mic chép nè là âm thanh, cái giọng hát của mình nó sáng hay nó tối thì vừa phải thôi, cái nào cũng vừa phải đúng không? Thường cái dòng loa này anh cứ tăng ở giữa là được. Còn ví dụ như mà nó cứ rít hoài đi, nó rít hoài đi thì mình sẽ giảm lại. Đây là cái mic chép. Đúng rồi, mình giảm lại. Còn cái mic bass này, chẳng hạn như cái giọng hát của mình mà thấy nó trầm, không có tiếng trầm gì hết thì mình tăng lên. Còn mà có tiếng trầm nhiều quá thì mình giảm lại. Giảm bớt. Đó. Rồi. Về phần echo repeat delay, echo là cái tiếng nhại lại lớn hay là nhỏ, cái tiếng lặp lại alo lô 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 là lớn hay nhỏ. Nếu nhìn mở nhỏ thì alo, cái tiếng lô đằng sau của mình là lô lô nó nhỏ xíu à, anh hiểu không? Còn bây giờ anh tăng lớn lên alo lô 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 là nó sẽ lớn hơn, cái giọng vang nó sẽ lớn. Đây là cái giọng vang lớn hay nhỏ, tiếng lặp lại lớn hay nhỏ. Còn cái repeat là gì, là lặp lại ngắn hay là dài. Alo lô lô tắt là ngắn, alo lô 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 là dài, là repeat này ha, là cái nút repeat. Còn delay này là gì, là thời gian lặp lại nhanh hay là chậm nè, alo lô 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 hoặc là alo lô lô lô. Nếu nhanh dần gì đây đó, em thử cái gì luôn rồi, liền đó, nhanh đúng không, liền mình chậm lại nào, liền đó, anh hiểu chưa, liền đó, làm lại cái repeat này, liền bây giờ repeat lại này, liền đúng không, đó, liền sau liền đó, liền hai sáu bảy đó, này là lớn hay nhỏ này, liền đó, tắt luôn liền lên đó. Thì nhắc lại cái nữa, cái echo này là lớn hay là nhỏ, cái tiếng nhại lại. Repeat này là ngắn hay là dài, delay là nhanh hay là chậm, vậy thôi. Đó, thì nó đơn giản cái nút. Còn cái mi hai người hát cùng hai cái mi thì nó như nhau thôi, nó đã vô một cái âm thanh chỉnh về rồi là nó đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thì đó là về cái dàn nút này thì biết hết rồi, phải không? Rồi, ở đây nó có một cái điểm rất là quan trọng mà nhiều người mắc phải. Đó là cái nút này. Cái nút này là cái nút gì? Nút gì đâu phải. Khi mà mình đang hát á, là nhạc nó sẽ tự động nhỏ lại. Cứ đang hát á, tự nhiên nhạc nó nhỏ lại. Cứ mình cất cái mic lên là nhạc nó bị chìm lại. Đó là gì? Đó là chế độ ưu tiên micro. Ưu tiên micro. Khi anh hát nhạc nó nhỏ lại, do anh ấn vô đây nè. Anh kích hoạt nó lên rồi. Ly 67 nhạc nhỏ lại đúng không? Rất nhiều người mắc phải ly 67 ly. Đó. Thì khi mà anh làm như vậy thì nó sẽ tự động nhỏ lại. Anh cần phải nhả nó ra. Anh nhả nó ra mới được. Còn khi nào anh muốn dùng nó, anh để dùng để gọi là khi mình nói là tự nhiên nhạc nó nhỏ lại thì mình sẽ dùng chức năng đó. Còn mình để bình thường vậy thôi. Thôi mình nhả ra nha, mình nhả ra, mình off nó đi, mình tắt nó đi. Rồi, mở ra bình thường vậy đó. Ok anh, thì cứ mở ra. Ở đây nó có phần mic 1, mic 2. Thì cái micro này là hỗ trợ cho những micro có dây. Không dây cũng được, micro đa năng không dây cũng được. Cắm vào đây là được. Miễn là mic muốn sử dụng thêm thì sẽ cắm vào đây. Hai cổng này. Được chưa? Đây là bình rời ắc quy. Đây là cổng cắm bình rời ắc quy. Chẳng hạn như anh có bình ắc quy 12V, anh đi du lịch, bình rời ngoài đó. Đúng rồi, bình rời. Cứ bình 12V. Cái này nó hết bình, nó tắt. Anh cứ cắm điện nó vào này, nó sẽ lên, cứ cầm đúng cộng trừ này, thấy không, có cộng có trừ,
đưa vào thì nó sẽ lên là cái bình riêng ở ngoài đó. Đúng rồi. Tại vì đi tới mình du lịch làm gì chỗ đó có điện đâu mà cắm. Dạ, à, để mà cắm điện nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có bình rồi, nhưng ta đi xe tải đồ đó, chúng ta sẽ cắm vào trong đó. Dùng cái điện của bình thì nó tiện lợi hơn là cái xài một thứ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó tiện hơn chỗ đó. Còn đây là cái cổng cắm ao âm thanh. Chẳng hạn như nãy em nói với anh có cái thùng loa giống như thùng loa treo tường của mình ở nhà hồi trước. Chẳng hạn vậy. Anh sẽ xuất âm thanh ra cho cái loa đó bằng cái này. Tức là đối với loa mà xài âm ly đồ trước này kia đó, hoặc là loa full, giống như em nói với anh là mai mốt anh nâng cấp thêm đó, anh sẽ cắm vào cái cổng này. Nói vậy thôi. À, thêm một điểm nữa là sao? Cái phần ao này, cái chữ output này in là của cái tivi xuống rồi. Còn cái phần ao này là nó của xuất ra cho một cái loa kéo khác. Chẳng hạn như cái loa này thêm một cái loa kế bên nữa thì nó sẽ xuất qua cái cổng này. Cổng ao này nó sẽ đưa vào thằng in của cổng kia, cũng giống như từ thằng ra nè, từ TV đúng rồi, cũng là vô nó luôn. Đúng rồi. Đây là tức là nó xuất âm thanh ra cho một cái loa khác mà loa khác nó phải có cổng in. Anh hiểu không? Ao của loa này thằng này ra tiếng cho thằng nào? Ví dụ như thằng này nó ra tiếng thằng đó thì đúng không? Thằng này ra tiếng cho thằng này thì nó ao từ thằng đó nó in vào thằng này. Đó, nói cho dễ hiểu, tức là ao là ra, in là vào, nhận và xuất. Còn cái remote mà trên đó là để mà chỉnh âm nhạc hay sao? Cái remote này thì đa số là dùng cho USB thì nhiều. Thì đây nó có phần âm lượng lớn nhỏ rồi chỉnh EQ rồi tắt tiếng rồi. Rồi là đó là của âm nhạc đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó không liên quan vô karaoke dạ, không? Dạ không có liên quan gì hết, chỉ có gọi là âm lượng lớn nhỏ. Nhạc là nghe nhạc rồi ta bấm từ xa, ta bấm cho ví dụ mình đang nghe lớn quá, mình đang làm công chuyện gì có ai tới mình nhấn lại nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, cái remote này. Dạ. Cái ly nước nữa. Đúng. Rồi đó là cái dùng của cái này. Thì còn về cái cách đặt loa thì như em nói với anh, nó quan trọng nhất là cái bước đặt loa mình hát, bước cầm mic đó. Khi mà anh hát mà ví dụ như anh đưa xa quá, anh đưa cái mic luôn mà nó xa quá là nó không nghe được rõ cái giọng hát. Ý anh nói là cái nhà anh là nó hiện giờ là nó như đó đó, cái TV của anh đặt y chang như vậy luôn. Thì bây giờ anh ngồi lạc quá, anh cứ ngồi xuyên qua. Còn ý là định để bây giờ ví dụ như cái TV nè, TV đặt trên luôn đi. À đó, TV. Bây giờ một á, thì... mình sẽ ngồi xuyên qua thế này, xuyên qua góc bên này, xéo qua chứ đừng có ngồi trên diện. Đừng có trực tiếp. Đúng rồi, mình vẫn nghe được âm thanh đúng không? Nhưng mà mình không có ngồi trước mặt loa, thì mình chịu khó mình ngồi xuyên qua. Trước mặt loa thì cái từ đó ra tới đây được không? Được, nhưng mà anh không có ngồi trước mặt. Không, nói ví dụ rồi đó. Không có ngồi trước mặt. Bây giờ em ngồi trước mặt được, nhưng em không khuyến cáo khách hàng ngồi trước mặt. Mình giống như em thì em nãy em đứng trước mặt em hát nó cũng không hề hấn gì. Nhưng mình sẽ hạn chế ngồi trước mặt. Mình né qua bên hay hơn. Mình né qua bên để làm sao nó hát thoải mái nhất. Cứ ví dụ như mà hát mà nó cứ bị ù, bị hú sao mình hát. Đúng không? Mình cứ để làm sao cho nó lệch qua một đó, chút đó. Xíu. Cái nhà của anh là y chang như cái thì đó, nhà ai cũng vậy. Cái TV cũng để vậy nè. Ở dưới nhà hình lên hai cái đầu karaoke năm tối bây giờ không hát nữa. Thì giờ anh đứng này về là anh để nó nằm ở dưới cái TV đó. Bữa nay anh đi đo, anh sợ cái này nó cao okay. Đó, anh nhận okay. Nó thấp được. Đó, rồi. Đó, thì em hướng dẫn tiếp là hát thì đặt cái vị trí loa sao cho nó dạ, cảm ơn. Cho nó phù hợp với lại cái chỗ mình ngồi hát. Mình ngồi sẽ cao hơn, không có ngồi ngang loa. Không có ngồi ngang loa, chẳng hạn như nhiều người ta ngồi trước mặt ta hát vậy đó. Thì nó sai cách quá, nó làm sao mà hỏi loa nó không hú, không rít, không ù cho được. Rồi, thì đó là vậy ha. Về sử dụng thì nó chỉ căn bản là như vậy thôi. Thì hát mình mở nhạc á, thì mình mở nhạc nó đủ lớn. Đừng có thấy có nhiều mở hết nhiều. Rồi trong khi đó cái mic của mình á, mình hát vô không nổi là mình lại che mic nặng. Nó là như vậy. Tức là mình nhạc á, mình vừa đủ cái tai mình nghe cảm âm vừa đủ lớn thôi. Chứ đừng gọi là cái ví dụ như trong phòng đi. Cái này mà đem vào trong phòng mà anh cứ hát mở lớn hết cỡ đi thì hôm nay nó vừa tới vừa tới rồi lui mình không nghe được. Bây giờ nói là bây giờ ví dụ giờ như vậy rồi không, anh muốn ví dụ bây giờ về mở nhạc nghe trước là cái nào rồi không hát karaoke. Mắc karaoke tắt mic thôi, tắt đâu thôi. Có làm gì đâu, âm nhạc cái đó có được nguyên vậy đâu. Âm nhạc mình vẫn kết nối vô. Vậy thôi. Vậy chỉ tắt mic thôi. Chứ đâu có làm gì nữa, mic đi sẵn thì chỉnh luôn là nguyên. Dạ. Còn không muốn nữa thì cứ tắt cái mic này nè, cái dạng mic này xuống, rồi xong. Không tao tắt mic rồi xong. Tắt bằng cái nút đây cho nè. Dạ rồi. Rồi thì cái video của ở miền Tây tới đây hướng dẫn khách hàng thì cũng đã hoàn tất rồi. Còn cái vấn đề gì anh chị chưa hiểu thì anh chị có thể là liên hệ với Nhật Tây qua số điện thoại 0797 989 656 để Nhật Tây có thể là tư vấn rõ hơn.
giải thích rõ hơn cho anh chị và các bạn chúng ta hiểu. Đây là một trong những cái hướng dẫn rất là chi tiết, thì người ta hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho những anh chị nào chúng ta đang sử dụng cái loa tương tự như thế này. Chúng ta biết cái cách dùng để mà đem lại cái chất lượng nó ok nhất ha, ok nhất. Chứ mình mua một cái loa hay nhưng mình không biết chỉnh thì thành ra từ loa hay nó cũng sẽ thành loa dở. Hoặc là mình không biết như thế nào, tại sao nó hú ù mình không biết nguyên nhân tại sao, thì xem xong video này thì chắc là anh chị chúng ta cũng đã hiểu được một phần nào đó rồi. Thì Nhật Tây tạm ngừng cái video này tại đây. Anh chị nào có quan tâm về những sản phẩm của Nhật Tây, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0797 989 656 nha. Nhật Tây xin được đóng gói cái video này để bàn giao lại cho khách hàng. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong những video review tiếp theo. Rồi.